Câu thứ 5, một Phật tử hỏi: Nam Mô A Di Đà Phật, con kính chào thầy và các quý vị tăng ni Phật tử đang theo dõi chương trình trực tuyến. Con có hai câu hỏi kính nhờ thầy giải đáp. Một, năm nay con 29 tuổi, con hiện đang sinh sống và làm việc bên Đức. Con mới được biết đến Phật Pháp được vài tháng, và trong thời gian vừa qua, ngày nào con cũng nghe thầy giảng về kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Đấy, đấy, ở tận bên Đức mà ngày nào nghe thầy giảng kinh Bồ Tát Địa Tạng, chắc là cũng tín tâm lắm đấy. Nhờ thầy, con đã được biết đến những giáo lý và trí tuệ của Đức Phật và các vị Bồ Tát. Những lời thầy nói con đều hiểu và tin tưởng một cách dễ dàng. Chắc chưa? Chắc đã hiểu và tin tưởng một cách dễ dàng chưa? Con rất muốn tiếp tục tiến lên trên con đường học Phật của mình. Tốt, cái này thì tốt. Người có sự cầu tiến là rất tốt. Đức Phật nói là rất tốt. Cho nên trong nhà Phật có vị Bồ Tát tên là Thường Tinh Tiến. Làm được cái này rồi lại tiếp tục cầu để tiếp tục là phát nguyện để làm thêm việc kia để đem lại lợi ích cho chúng sinh, cho nên gọi là Bồ Tát Thường Tinh Tiến, không bao giờ thoái lui cả. Thành tựu việc này rồi lại tiếp tục làm việc khác tốt hơn, thành tựu nhiều hơn cho chúng sinh, đó là gọi là Thường Tinh Tiến Bồ Tát. Và cũng mong Phật tử này có câu hỏi như thế này: học được cái này rồi thì lại tiếp tục học cái kia cho nó gì mở mang trí tuệ, làm được cái này rồi tiếp tục làm cái kia tốt hơn cho gì cho đời và cho đạo. Hỏi tiếp: xin thầy cho con biết, con học và nghe về kinh điển nào sau bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng ạ? Làm sao để biết được trí tuệ học Phật của mình đã ở mức độ nào và đã sẵn sàng để học tập bộ kinh nào ạ? Con có suy nghĩ như vậy, có phải là đã có tâm cống cao ngã mạn không ạ? Xin thầy hoan hỷ giảng cho con được biết ạ. Cái này thì trước tiên phải tán thán Phật tử này đã đưa câu hỏi này ở tận bên Đức mà vẫn hay mở để nghe những bài giảng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng của thầy giảng. Nhờ những giáo lý của Đức Phật thầy giảng ở trong kinh này mà Phật tử hiểu được nhiều hơn về Phật và Bồ Tát vân vân. À, Phật tử này có nói là những lời của thầy giảng á, Phật tử này đều hiểu và đều tin tưởng một cách dễ dàng. Cái này thì thầy phải nói là bái phục. Thầy bái phục này. Tất cả những lời thầy giảng bây giờ thầy nghe lại có những điều mà mình còn phải tư duy, phải suy nghĩ thì mới hiểu được. Nhưng mỗi lần nghe thì một lần thì hiểu nó lại khác đi. Hôm nay nghe lần này nó như thế này, nhưng ngày mai á, nghe lại nó lại cái lời này nó lại theo ý khác đi. Chiều hướng nó càng ngày nó càng tốt hơn. Cho nên Hòa Thượng Tịnh Không mới khuyên là 10 năm chỉ nghe một thầy giảng, nghe một bài pháp. Hòa Thượng khuyên Phật tử 10 năm chỉ nghe gì? Nghe Hòa Thượng giảng một bộ kinh Vô Lượng Thọ. 10 năm chỉ nghe giảng một bộ kinh Vô Lượng Thọ và nghe thì phải gì? Phải học, phải tập. Tức là gì? Nghe là phải tu theo, phải làm theo. Thì điều đó mới gì? Mới là nghe, hiểu và làm một cách viên mãn đúng đắn được. Còn chỉ nghe không á, mà hiểu không mà đi cãi nhau á, thì trong nhà Phật đây gọi là sở chi chướng. Sở chi chướng là sao? Tức là cái sự hiểu biết của mình á, nó lại làm chướng ngại cái đạo tâm của mình, làm chướng ngại cái sự gì hành pháp và tu tâm dưỡng tính của mình. Có nghĩa là chỉ học xong một cái là truyền đem đi gì? Đi cãi nhau, đem đi tranh luận với nhau là đấy, Phật dạy như thế này, phải hiểu như thế này, người kia bảo phải hiểu như thế, kia bảo không, phải hiểu như thế, hiểu như tôi mới là đúng này, hoặc là hiểu như thế này mới là đúng này, vân vân. Và hai bên thì có thể tranh luận cãi nhau hết ngày này qua ngày khác mà không có thời gian để tu tâm dưỡng tính, làm cho tâm mình nó an định, nó rộng rang, nó vẳng lặng, để cho sinh thực trí ở trong gì, trong A Lại Gia thức của mình, nó biến thành cái gì, cái bạch tịnh thức. Trong kinh Đức Phật A Lại Gia, trong kinh Đức Phật dạy, đặc biệt là ở trong Duy Thức Tông dạy này, chuyển bát thức thì thành các trí tuệ của mình, thành cái trí tuệ của mình, thì khi đó nó mới thực sự là trí tuệ thật. Còn cái trí tuệ do gì? Do nghe, do nhìn, do học, do đọc, do viết, nó chỉ là cái trí tuệ gì ban đầu của chúng ta mà thôi. Đấy gọi là trí tuệ thế gian, gọi là thế gian trí.
Nếu chúng ta khéo biết sử dụng cái trí tuệ thế gian đó để dần dần để thâm nhập vào thực trí, vào đại viên cảnh trí, vào diệu quan sát trí, và đặc biệt là vào gì? Vào bình đẳng tính trí, và vào cái trí tuệ của Phật đó, thì rất là tốt. Bằng không ấy, chúng ta sẽ rơi vào sở trí chướng, đem cái trí tuệ đó để đi gì? Để cãi nhau, để tranh luận hết ngày này có tháng khác, thật là vô nghĩa vậy. Cho nên ấy, ở đây Phật tử này nói là ngài nghe có thể dễ dàng tin tưởng thì được, nghe dễ dàng tin tưởng thì được, và hiểu một cách dễ dàng á, chưa chắc đâu. Vì trong lời nói của chúng tôi á, có nhiều cái rất là ẩn ý, có nhiều chỗ thì chúng tôi nói thẳng, có nhiều chỗ chúng tôi nói gì, nói ý, có nhiều chỗ thì nói dụ, có nhiều chỗ thì nói gì, nói thật ra, tức nói thật, nói thẳng, có nhiều chỗ nói gì, ẩn ý, lấy thí dụ để mà hiểu được những cái các thí dụ ở trong đó, không phải là dễ một sớm một chiều, không phải dễ. Cho nên ở đây thì Phật tử nói rằng có thể tin tưởng và hiểu một cách dễ dàng, thì cái này cũng phải xem xét lại. Nếu mà hiểu được tốt những lời dạy của chúng tôi, những lời giảng của chúng tôi á, chỉ trong một lần nghe nó, đây cũng là phải, nếu mà được như vậy thì đây là trí tuệ của vị Bồ Tát tái thế. Chúc mừng một vị Bồ Tát tái thế có thể sắp sửa độ sinh ở trong những kiếp tương lai gần đây, thì đem cái công đức trí tuệ ấy mà làm lợi ích cho đạo và cho đời, thì công đức vô lượng. Mặc dù ở tấm thân trong thân hình nào đấy chăng nữa, hoặc là người xuất gia, người tại gia không quan trọng, trong kinh Địa Tạng cũng có rất nhiều Bồ Tát tại gia, thậm chí là có những vị Bồ Tát rồi thì hiện thân quỷ thần nữa mà, để độ chúng sinh không sao cả, miễn là đem trí tuệ của Phật để giảng giải, khuyến bảo chúng sinh gì, bỏ ác làm lành, lấy giữ hành thiện, tu tâm dưỡng tính, tín Phật, niệm Phật, tu Phật, ngồi thiền, tụng kinh, chỉ chú, vân vân, phóng sinh, tu phúc bố thí công giảng, vân vân đó, tất cả những cái việc thiện đó khuyến cho họ làm, khuyên họ làm, báo họ làm, thì đó chính là hành Bồ Tát đạo đó, đó chính là giác ngộ chúng sinh, giáo hóa chúng sinh đó. Còn nếu Phật tử hỏi rằng á, muốn tiếp tục tiến lên trên con đường học Phật của mình, cho nên hỏi rằng sau khi nghe xong kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng rồi á, thì làm sao biết được trí tuệ của mình á, ở mức độ nào mà để mà sẵn sàng học những bộ kinh khác. Phật tử này theo thầy, trước mắt nên đọc thuộc lòng kinh bản nguyện Bồ Tát Địa Tạng cho thầy, thuộc lòng, thuộc không cần nhìn sách mà vẫn đọc vẫn tụng được từ đầu cho đến cuối, thì đấy là cái đầu tiên là gì? Học thuộc lòng. Cái thứ hai tiến lên học thuộc lòng đó gì? Suy nghĩ ý kinh, tức là ý nghĩa của trong kinh Địa Tạng Đức Phật dạy cái gì? Đức Phật dạy gì? Dạy chúng ta về hạnh hiếu là hạnh Phật, tâm hiếu là tâm Phật, và chúng ta đem cái lời dạy của Đức Phật đó áp dụng vào cuộc sống của chúng ta, làm sao cho làm một đứa con hiếu thảo với ông bà, cha mẹ, tổ tiên nhiều đời nhiều kiếp. Cha mẹ hiện đời thì lo báo hiếu cho trọn, khiến cho cha mẹ chúng ta gì? Lúc nào cũng được vui, nói những lời hòa nhã, có những cử chỉ hành động khiến cho cha mẹ lúc nào cũng vui. Và đối với ông bà, cha mẹ, tổ tiên nhiều đời nhiều kiếp thì phải gì? Phải có tu tập, có công đức để mà hồi hướng cho các cụ. Như kinh Địa Tạng nói là đem công đức thọ chỉ đọc tụng một bộ kinh này hoặc bảy bộ kinh này để hồi hướng cho người thân đã qua vãng, hoặc nhiều bộ kinh này, đọc tụng nhiều bộ kinh này để hồi hướng cho người thân qua vãng. Người thân của chúng ta dần dần tiếp nhận được công đức đó, nếu chưa được siêu thoát thì sẽ sớm được siêu thoát, nếu siêu thoát rồi á, thì sẽ được gì? Siêu thăng cảnh giới, công đức tăng trưởng, họ rất gì? Biết ơn chúng ta đó. Cho nên đấy là giai đoạn thứ hai, sau khi Phật tử học thuộc lòng bộ kinh Địa Tạng này, tiến lên là suy nghĩ lời dạy của Phật ở trong kinh, đem áp dụng vào cuộc sống. Dần dần bao giờ thấy mình làm gì? Làm một người con hiếu thảo như là Bồ Tát Địa Tạng, hoặc gần bằng Bồ Tát Địa Tạng, thôi cho là gần bằng thôi, tôi cho chưa là nếu bằng Bồ Tát Địa Tạng thì phải trải qua gì? Phật tử này chắc chắn là phải trải qua gì? Hằng hà A Tăng kỳ kiếp mới gì? Mới chưa chắc bằng Bồ Tát Địa Tạng bây giờ. Đấy, trải qua hằng hà sa số kiếp tu tập theo bộ kinh Địa Tạng nữa thì cũng vẫn chưa bằng Bồ Tát Địa Tạng bây giờ.
Cho nên ở đây thì cứ làm cho nó tốt, học cho thuộc, làm cho tốt. Khi đó chúng ta thấy là tự nhiên các bộ kinh khác chúng ta sẽ hiểu hết. Ví dụ như thầy bây giờ chẳng hạn, thầy chỉ đọc tụng một bộ kinh Địa Tạng này, nhưng bây giờ đưa tất cả các bộ kinh Phật đưa cho thầy, thầy để có thể hiểu và giảng được hết. Vì sao mà hiểu và giảng được hết? Vì một bộ kinh này nó bao trùm tất cả các bộ kinh khác. Nếu chúng ta học đến nơi đến chốn, tu tập đến nơi đến chốn, chúng trí tuệ chúng ta khai mở, thực trí chúng ta khai mở rồi, thì tất cả kinh Phật đều ở nằm ở trong cái gì? Cái thực trí đó. Cho nên ở đây Phật tử nó hỏi là bao giờ cho thì cho nghĩ là mình có thể học được những bộ kinh khác. Cứ từ từ đi, cứ từ từ, thầy nghĩ là đừng có vội vàng làm gì. Cứ nghe bộ kinh này cho nó và học và làm cho nó tốt đi đã. Sau này thì khi mà thấy tâm mình an tĩnh, mình không còn có cái tâm nay mong học kinh này, nay mai mà học kinh khác nữa, thì khi đó chính là khi là gì? Mình có thể học kinh khác. Người học Phật lại như thế. Cái khi tâm mình còn suy nghĩ là gì? Bao giờ cho học xong bộ kinh này để học được bộ kinh khác to hơn, tốt hơn. Tức là gì? Cái tâm đó chính là cái tâm gì? Cái tâm có thể nói là gì? Hơi cống cao ngã mạn và hơi gì? Có thể nói là đứng núi này trông núi nọ. Đứng núi này thì thấy nhìn núi kia cao hơn, to hơn và muốn sang đó để. Nên sang đó lại thấy cái núi mình đang đứng, thấy cái núi bên kia mình đứng hôm trước lại thấy nó cao hơn, to hơn là sao nhỉ? Đó. Cho nên cả cuộc đời này chúng ta cứ như vậy thì sẽ không đâu vào đâu cả. Vì vậy mà bao giờ học một bộ kinh, hành theo một bộ kinh, thấy tâm mình thực sự là gì? An tĩnh, thì khi đó chính là khi mình có thể học tất cả các bộ kinh mình muốn. Đọc tất cả các bộ kinh mình muốn, đọc đến đâu chúng ta có thể hiểu đến đó, học đến đâu chúng ta có thể gì? Biết đến đó. Đó. Và chúng ta có thể thực hành theo được đến đó, thì đó chính là lúc mà chúng ta biết được trí tuệ của chúng ta đã đầy đủ thuần thục chín muồi để có thể học các bộ kinh khác vậy. Còn bây giờ thầy khuyên Phật tử này thôi, cứ một bộ kinh này nghe và thực hành vài năm, đã 2-3 năm, chọn 3 năm đi đã, mà được thì tâm mình được như thầy nói đó thì mới chuyển. Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.